Các bạn có thể thấy đây là mô hình tổng quan của trại chim cu gáy Vũ Văn Thao 0163 5305 982. Quý vị có thể liên hệ để đặt được những con chim ưng ý, từ chim giống đến chim sinh sản. Ok, các bạn có thể thấy đây là mô hình rất là đầy đủ. Địa chỉ của chúng tôi là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng hết sức mạo muội và cũng hết sức là cái tinh thần là cũng chia sẻ. Thì duy nhất ở Ba Vì mà mình tên là Thao, mình cũng đã đi rất sâu sát vào cái con chim cu gáy ở Bắc Bộ. Thì đây các bạn có thể thấy đây là những cái việc mình đầu tư về cái dàn chim của mình. Thì ví dụ như đây là cái mô hình như thế này, các bạn có thể thấy là mô hình nuôi bán hoang dã. Thì ở đây là một tấm bờ lô, ở bên này là một tấm bờ lô, dưới tấm bờ lô bên này là một dãy ổ để cho chim nó đẻ, và trong này chúng ta trồng những cái cây bình thường để tạo bóng mát và tạo cái việc chim sẽ ỉa phân và cây sẽ lấy phân để nuôi sống. Thực tế là trên này là sẽ có một cái máng để chim uống, và dưới này có một cái máng để chim tắm hoặc hoặc là gì uống. Thì đây là con chim mái, con chim này trông nó rất là thuần túy và mạnh dạn, còn con chim trống nó đang ấp ở bên trong, mình cũng không dám quay gần nhiều bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng ấp trứng. Thì cứ như thế này thì các bạn có thể thấy là một cái dãy chuồng của mình, những cái chỗ che bạt như này là những con chim đang ấp, con chim đang ấp các bạn ạ. Thì ở đây là mô hình nuôi bán hoang dã. Các bạn thân mến, ở kia là con chim đang ấp. Đây. Đó, các bạn có thể thấy con chim đang ấp. Ở dưới này là con trồng cỏ, trồng cây và cái máng uống tự động. Dưới kia là máng uống tắm. Thì cứ như vậy thì cái số lượng ở cái dãy này của mình là lên đến 100 ô, 100 ô chuồng. Như vậy mỗi một ô của mình thì kích thước là nó rơi vào khoảng 3 đến 4 mét khối, và chúng ta xây như thế này là chống rắn chống chuột. Các bạn có thể thấy là xây rất là công phu đúng không ạ? Và mỗi một ô là chúng ta sẽ đầu tư bằng bờ lô. Thì đây là con chim này nó sẽ ấp, và những cái lúc mà hai con chim cùng nằm như này là những cái lúc mà trứng sắp nở, bởi vì như chúng ta đều biết là con chim sắp nở là cái giai đoạn là chim bố mẹ nó sẽ dụ dỗ, nó sẽ vuốt ve, nó sẽ chào mừng thế hệ mới ra đời. Thì các bạn để ý kinh nghiệm các bạn nuôi chim sinh sản là như vậy. Thì còn mấy khoảng 3 ngày nữa chim nở là ba hai con chim bố mẹ sẽ nằm cạnh nhau và ung trứng. Thì trên đây là hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cái mô hình. Thì ở đây thì có một câu chuyện như sau. Mình cũng đã may mắn là theo đuổi một trong trong rừng và có được một con chim đực. Nhưng con chim này thì không biết là nó do đột biến gen hay như nào, nhưng mà gáy giọng 100% giọng đồng. Khi chúng ta lai với một con chim khác, nó sẽ có tính chất đồng. Và các bạn có thể thấy là gì? Đây là cái hệ con của nó được ghép với con chim đực hiếm có của mình, cộng với một con chim mái thuần chủng Bắc Bộ, là con chim gáy cu đất của ta, thì nó ra con của nó như vậy. Các bạn có thể thấy là trông nó còn bây giờ con loại này mới có được 2 tháng tuổi. Nó đã thuần túy là nó tự mổ, và mình hy vọng rằng đây nó sẽ là cái đột biến gen cũng như cái sự lai tạo đột phá nhất. Hứa với các bạn là khoảng 6 tháng nữa mình sẽ tuyên bố kết quả về cái công thức này. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình cũng bỏ gốc cây, bỏ máng uống tự động vào đây. Và trong cái khu vực này thì các bạn có thể thấy là có những cái máng uống bằng khay. Và ở gần đây thì các bạn có thể thấy đây là những cái tán tán cây sấu, và những tấm bờ lô và những cái khu để cho chim gì làm ổ ấp trứng.
Thì các bạn có thể thấy là cái việc đầu tư về chuồng trại này của mình rất là công phu. Đấy, có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hơn. Thì các bạn có thể thấy đây là những đôi chim mà bố mẹ mình cũng đã cho ra nhiều thế hệ. Và các bạn thì có thể thấy là theo lý thuyết là mình để rất là hoang dã như này, có những khóm sắn này, những bờ cây dại, có những cái gì đống cát vàng, và thậm chí mình cho lúa ở đây là chi lúa mọc mầm, kệ chim nó ngoài thiên nhiên nó sẽ ăn những cái nương ngô, những cái ruộng này. Cái việc đấy đó là rất tốt. Nếu mà nuôi chim như này thì mặc dù chi phí xây dựng rất là tốn kém, nhưng mà các bạn có thể thấy là gì, nó rất là gì khỏe mạnh chim, nhanh nhẹn chim và rất là đẹp. Và đặc biệt là cái công chăm sóc của các bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu các bạn nuôi những cái lồng chim kia thì là gì, chúng ta phải đi dọn phân này, còn khử trùng mạt chim này, dọn dẹp các thứ. Nhưng mà riêng các bạn nuôi này là tráng nắng tráng mưa, và bà con chim bay lượn rất là khỏe, không có bọ rận gì trên cơ thể con chim. Đấy là cái yếu tố ưu điểm của nuôi cái mô hình lồng rộng. Các bạn có thể thấy là gì đó, đấy là đây là những cái con chim bố mẹ chúng được nuôi ở đây, là những cái gốc cây, đây là những cái bộ bàn ghế đá. Các bạn có thể là cho gì uống nước, nghe chim hót, và đây là những cái gì con khu vực ấp của chim. Thì xin thưa với các bạn là ở đây thì chúng ta có rất nhiều những cái bờ cây dại như thế này. Một là tạo bóng mát cho gì cho chuồng chim, hai là chúng ta có thể là chúng ta có thể là gì để cho việc nếu mà có phân chim rồi thì cây nó sẽ lớn lên. Các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ chi tiết, đây là cơ sở 2 của trại chim Cú Gáy Bắc Bộ, thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là cái trại chim mà mình cũng gây dựng thêm. Nó chỉ quy mô nó chỉ bằng 1/3 cái trại thứ nhất, nhưng mà nó cũng đã có sự cải tiến là mình áp dụng vào cái việc là gì bán hoang dã đó. Thì các bạn có thể thấy là mình gì trồng cỏ trồng cây, và gì thể tích của lồng chùa chuồng mỗi một ô chuồng thì rất là lớn, bởi vì là gì nó lên đến khoảng 3 đến 4 mét khối đó. Các bạn có thể thấy là từ cái cột trụ này đến đến hết cái tấm bờ lô kia, các bạn thấy rất là dài đúng không ạ? Là các bạn không có đất thì các bạn không thể làm được như thế này. Cái thứ hai là gì, các bạn có thể là thấy là đây là gì, chúng ta có thể thấy là đây là rất là gì mà hoang dã đúng không, lúa thóc như thế này, cây cỏ như thế này, là gì những con chim bố mẹ thì chúng được uống theo cái chế độ máng tự động, là gì máng to rồi những cái máng khay ở dưới này, khi chúng ta quên máng nọ thì sẽ còn máng kia, và những cái máng này mưa tự nhiên nó sẽ đầy nước mưa và nó sẽ uống một cách tự nhiên. Ở đây là những cái chuồng ổ này đây, và dưới kia cũng vậy, chúng ta có thể là để bốn bốn ô để cho chim có thể tự tìm một cái ô thích hợp, chim gì sinh sản, chim nuôi con. Các bạn thân mến, thì đây là gì, đây là trại chim mà cơ sở của mình đã phát triển thêm. Thì kính thưa các bạn, thì đây là gì, các bạn có thể nhìn thấy là một cái dãy dài từ đây xuống tận gì cuối vườn. Cái khu vực lưới xanh kia là khu vực ươm những cái giống chim dở, tầm khoảng là gì 1-2 tháng để mình sau này đến lúc nó già cườm thì chúng ta có thể là ghép đôi sau. Thì đấy, chúng ta sẽ phải nuôi đến một vài trăm con chim ở trong đấy được. Thì trên đây là gì, đây là một cặp chim bố mẹ đó. Mình cũng không muốn động đậy nhiều, tại vì mình nói như thế này, và bên này cũng vậy, đây là hai dãy chuồng rất là gì rất là rộng. Thì ví dụ như những cái khu vực này thì chúng ta có thể là gì xây tạo thành một cái ô chuồng tiếp theo, có thể là những cái chú chim khác để chúng ta ấp ra chim 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 khu rừng. Thì các bạn có thể thấy là rất là hoang dã, đây là những cây cỏ dại đấy. Hàng ngày mình sẽ có bác hàng xóm, mình cũng nhờ bác ý, một là tình cảm, hai là bác cũng sẽ thì chăm sóc từ những cái đàn chim này cho mình, và gì mình sẽ trả lương cho bác ý. Đó là cái việc tất yếu thôi, bởi vì cái quy mô của mình rất là rộng, cái lượng chim mình cung cấp ra thị trường rất là lớn, rất là nhiều chim non được chuyển đi các vùng khác nhau.
Và các bạn thấy đấy, cái uy tín của bên cơ sở chim cu gáy Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa rất là gì, rất là nhiều các bạn ạ. Trên nếu như bao giờ mình đăng những cái khách hàng của mình có thể lên liệt kê đến hàng trăm, rất nhiều trăm khách hàng. Vậy vì chi là gì, con chim đã được gì thuần hóa và đã được kế tiếp và nai ra những cái dòng, những cái giống đấy, các bạn có thể thấy là gì, mình sẽ quay chi tiết như thế này để các bạn biết là cái sự chia sẻ của mình rất là gì, rất là chân thành. Đó. Các bạn thân mến, thì có những con chim bố mẹ thì mình cũng thấy là tuổi nó già và nó đẹp, tự nhiên người ta bẫy sập được thì mình về mình đã ghép với một con chim mái thuần túy nuôi bộ của mình từ nhỏ lên, thì chúng sẽ gì đến cái mùa sinh sản chúng sẽ tạo thành những cặp chim rất là gì, con chim bố thì nó sẽ gì, nó là con chim rừng và con chim mẹ nó là con chim nhà, thì nó sẽ tự tự con nọ nó sẽ thuần con kia và tự cái mỗi một cái yếu tố nó sẽ trội lên. Ví dụ như con chim bố thì nó sẽ có những cái giọng rất là hay, rất là tự nhiên, rất là hoang dã. Thì các bạn thân mến, thì đây là gì, đây là các bạn có thể thấy là trong chuồng nó có những khóm cỏ nó lên cao vút như thế này. Thì là các bạn có thể biết rằng là đây là những cái mô hình mà mình cũng đã táo bạo đi trước, đi 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 sớm để các bạn thấy đây là những cái cây mình đã có ý tưởng trồng để sau này tạo bóng tạo tán cho gì, cho chim. Mặc dù bây giờ thì cũng chưa phải là nắng gay gắt lắm nhưng mà chúng ta cũng nên gì tạo bóng mát, cây chim đất đai nó hòa thuận. Đó, ví dụ như đây là con chim, mình sẽ quay sát một cái ô chuồng. Đây là ô chuồng, mình sẽ quay sát. Thì cái hệ thống ở đây thì mình dùng những cái dây mềm này để chờ, cứ hai ô mình để một vòi nước chờ ở đây các bạn ạ. Thì gì, chúng ta có thể là tắm tưới và chúng ta có thể chăm sóc chim. Cái hệ thống ống nước ở đây mình sẽ đặt như thế này, đặt chờ ở đây và đi ngầm suốt khắp xuống dưới kia. Thì các bạn có thể thấy là đây thì đây là có nước đó. Đó, đây là những cái khóm mà mình để đây để cho nó tạo cái độ ẩm, nhiệt độ cho chuồng chim. Và các bạn thân mến, thì đây là gì, đây là trong trong chuồng chim. Đó, các bạn thấy không? Xoay rất là công phu. Đó, thì gì kia là gì, kia là con chim. Ở trong này là những cái cây hoang dã, ví dụ như là cây hoa trắng, cây cứt nợ, cây cỏ, cây ké, cây dây neo, và mình trồng một số những cái dòng dây neo để chúng ta vừa lấy hoa lấy quả và tạo bóng mát cho chuồng chim. Dưới này là gì? Cái bát này là chứa nước, nhưng cái bát nước này thì gì rất là sạch, chim không ỉa vào, có thể hàng tuần rồi mới phải thay nước. Đấy là cái việc là chim các bạn không bao giờ được để thiếu nước. Và đây thì đây là những cái gì, đây là những khóm cỏ rất là tự nhiên hoang dã, các bạn để cho nó gì, cho nó tạo bóng mát để cho nó đẹp. Mình thấy rất thích hoang dã tự nhiên như này. Đó. Các bạn có thể thấy là gì, có những đôi chim nó cũng chưa thực sự là xuần thì nó đã sẽ bay phành phạch như vậy, thì chúng ta sẽ thuần hóa dần dần. Đây là những khóm khóm cỏ rất là gì, rất là đẹp các bạn thấy không, rất là bình thường thân mộc. Ta có thể là vừa phát triển một cách nó mang tính chất là chúng ta nuôi một con chim gì đấy và chúng ta sẽ tìm hiểu cái tập tính cũng như cái sở thích của nó, và nó sẽ gì, nó sẽ đạt được cái yếu tố thuận lợi nhất, bởi vì chúng ta nuôi nó mà chúng ta sẽ đưa nó trở về gần gũi với cái vốn vốn sống tự nhiên, vốn ngoài đời của nó, thì chúng ta sẽ nó sẽ ở và nó sẽ thích nghi. Đó, thì đây cũng vậy thôi. Các bạn có thể không? Tôi đi suốt từ bấy giờ là các bạn có thể thấy là rất là dài. Rất là dài. Chiều sâu cái này là 100 mét vuông. Chiều sâu là 100 một hơn 100 mét chiều dài. Thì các bạn có thể thấy là gì? Nó rất là rộng. Biệt hôm nay là các bạn có thể thấy là đây đó, một đàn chim, một bầy chim, rất lượng chim tự nhiên rất là nhiều, và chúng ta có thể là gột những cái con chim nó tự lập được ở ngoài này. Đó, các bạn có thể thấy là gì, chim rất là tự nhiên, rất là tự nhiên, đây là rất là tự nhiên các bạn nhé. Trên đây là một cái clip hy vọng rằng là sẽ đóng góp rất nhiều cho alo. Alo. Alo, tôi em hỏi chỗ anh có bán cô gái à? À đúng rồi anh ạ, vâng. Vâng, anh đang ở đâu anh nhỉ?
Em ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. À, vâng, em đang xem clip anh nuôi chim thôi mà. Vâng. Vâng, thế giờ em muốn muốn mua thì phải lên tận trên nhà anh nhỉ? À, Không, em chuyển đi khắp miền Bắc rồi. thế giờ một đôi chim non. Alo. Anh tao hả? Lần này còn đôi cu non được không? Con Mai anh gửi ra mà đôi được không? em chuyển về đâu? Ừ, thì đây là cái xe mà anh Thắng thì nó ở cái bến Mỹ Đình ấy, thì nó không vào bến mà nó lại ở chỗ nhà văn hóa Bắc Từ Liêm ấy. Ừ, Thế chỗ đấy có gần cho anh gửi không? nó gần Mỹ Đình thôi gì, Đó. nó gần Mỹ Đình thôi gì. Nó gần Mỹ Đình, cách Mỹ Đình 6 cây. Thì nó bắt đầu là nó chiều ấy, chiều là nó về lúc 3 giờ kém 10 ấy. À, nó từ nhà văn hóa Bắc Từ Liêm này qua Đại học Thương mại này rồi nó qua bến xe đấy, là nó đi cái đường vành đai, nó qua, nó cũng qua bến bến xe Mỹ Đình, nhưng mà nó chỉ chạy ở cổng thôi chứ nó không vào bến. Thì là có khi là sáng mai em đưa luôn tiền cho nó, xong là nó mang lên, xong là anh nhận tiền đấy, anh gửi xe một đôi về nhá. Được, được, ok. Rồi thì anh chọn cho em một con sống con mái nhá, Nhất trí luôn. để em sau này em gột ấy đi, anh chọn nó chuẩn chuẩn đi nhá. Ok, anh để Thì cho em cái này. có gì thì sáng mai nó chạy qua nhà em gửi tiền nó luôn, xong là nên anh nhận tiền rồi anh giao giao cho nó nhé. Thế nói một thôi hồi thì tóm lại là đã biết bao, đã chốt bao nhiêu tiền chưa? Dạ. Chốt bao nhiêu tiền chưa? Cái đôi chân non thì hôm nọ anh bảo là 600 đúng không? Vâng. Rồi Thì rồi, nó thế thì mai cứ gửi tiền nó đi, xong thì cho anh cái số nhà xe đi để anh còn đưa quân của anh, để bọn anh còn phục, bọn anh đón anh em ở dưới kia, họ sẽ trực, họ sẽ gửi tận tay cho lái xe. và bây giờ anh ghi luôn số của nó nhé, Em đọc đi. 0969 Rồi. 588 Rồi. 288. Ok, thế là tầm mấy giờ Ừ. nó qua chỗ Mỹ, cổng Mỹ Đình? Cổng Mỹ Đình nhá, cổng Mỹ Đình thì đây nó ghi là từ chỗ Bắc Từ Liêm, nhà văn hóa Bắc Từ Liêm là 14:50 là nó xuất bến, đến cổng Đại học Thương mại là 15 giờ, còn về đến bến Mỹ Đình thì em cũng không biết là mấy giờ. Thôi rồi, tầm ý xong bọn anh sẽ gọi điện cho Ờ, xe. nhà nhà xe anh Thắng, Anh Thắng gì? anh Thắng biển số 29B Rồi. 06230. Ok, nhất trí. Thế À, nhá, anh em mình chốt đơn vâng. hàng này nhá. Ok. Vâng. Anh ghi em cái số rồi em rảnh đi. Anh ghi em cái số của xe Minh Hương. Rồi, đọc đi. 0945 ạ. Rồi, 0945 837 837 3/8. 3/8. Anh ơi, cái xe này nó ở bến xe nước ngầm xe Hải Dương 06 anh nhé. Rồi, xe Hải Dương 06 ở bến nước ngầm, mấy Và mấy cái giờ nó có thể lên? là nó đi qua Mỹ Đình anh ạ. Anh điện anh hỏi em, vừa lại em điện không được thì mai cứ hỏi em, nếu nó qua Mỹ Đình thì anh gửi luôn. Cái Thì giờ nào mình nó qua thì gửi thế thì luôn, nếu mình sao. tiện tiện đúng không? Vâng, tiện hơn. Thế mai gửi à? Và mai gửi cho em được. Tháng mai gửi nhá. Và anh chọn em con lên cửa với nhá. Ok, hiểu Đúng rồi. được cái nhá. Rồi, ok, chuẩn luôn. Vâng, Tháng nhá. mai gửi nhá. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Alo ạ. Alo. Vâng. Anh chỗ bán chim cu ấy nhỉ? Vâng. Cái cu non để nó mới mà thuần, bây giờ nó chuẩn bị tập gáy thì nó bao nhiêu nhỉ? 800 một đôi. 800 một đôi rồi. Đang đang có cườm rồi. Đang có Cườm cường kiểu đang gáy trộm này. rồi. Đang gáy trộm rồi. Bắt đầu ẹ Ừ. ẹ gáy rồi. Để gáy rồi. Đấy nó thuần rồi gì? Hay là Nó cũng ấy mà.
nó cũng thuần mà. Thuần nên em hỏi chăm thuần thì muốn nuôi thuần đấy mà. Một con cua đực thì bao nhiêu nhỉ? Cua đực à? Cua đực thì 600. Chuẩn cua đực vậy. Ui, đương nhiên 600 anh nghìn của anh bây giờ phải 100% được, không bao giờ lằng ngoằng làm gì mất thời gian mà anh còn phải tin tưởng. Anh muốn mua bây giờ hỏi em liệu gửi được xe không nhỉ? Có, em vẫn gửi xe mà. Em ở chỗ Hà Nam này. Hà Nam vẫn gửi Phủ Lý vô tư có gì đâu. Em nhắn địa chỉ vào cái này. Anh đọc luôn đi, máy của em đang ghi âm này. Đang ghi âm ạ. Nguyễn Văn Hưng. Không, bây giờ là đón xe, đón nhận từ Mỹ Đình hay nhận từ Giáp Bát về đến chỗ đấy là chỗ nào gần nhất? Giáp Bát ra chỗ cây xăng Đức An, bảo cây xăng Đức An khác là ở ngay đấy luôn rồi. Cây xăng Đức An này. Rồi. Phủ Lý Hà Nam à, đến chưa? Mạng dưới Phủ Lý, cứ bảo nhà xe hỏi cứ đến đến xe Giáp Bát đúng không? Từ Mỹ Đình có đi có xe đi không? Mỹ Đình nó cũng có, bảo cứ hỏi nhà xe bảo tới cây xăng Đức An không là gửi xe đấy. Đấy vẫn thuộc Hà Nam đúng không? Cây xăng Đức An đúng Hà rồi. Nam đúng không? Từ Phủ Lý xuống tầm 1, 2, hơn 2 cây nữa. Rồi rồi rồi. Là cây xăng Đức An. Rồi rồi rồi. Thế anh lấy một đôi hay lấy như nào? Lấy một đôi đi, về chơi nó gì? Đôi thì tùy lấy con được, lấy được một con đực thôi gì. Rồi vâng vâng lấy đang bắt đầu gánh trộm rồi. Vâng 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 rồi. Thế thì bao giờ nhận được nhỉ? Thì mai gửi. Thế rồi mai, sáng mai gửi đi. Vâng, sáng mai gửi thì để tính rồi thì nếu từ bến xe xuống ở Giáp Bát xuống tầm gần gần 2 tiếng, nếu ở đấy thì tính là nó phải đôi tiếng. Vâng. Đấy. Thì chắc là phải buổi chiều đấy. Thôi, kiểu gì phải buổi chiều anh mới nhận được. Thì bắt đầu khi nào gửi điện vào cái số này thì số này đăng ký xin chính chủ mà. Vấn đề là anh phải chủ động, anh nhận lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng bây giờ bọn em gửi đi lúc rồi nào? Mà anh không nhận được là mệt lắm. Lúc